Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Cô gái bị cây ATM gạo từ chối đã mang quà tặng hoàn cảnh khó khăn hơn. Câu chuyện về một cô gái bị từ chối khi đến nhận gạo tại điểm phát với lý do không giống người khó khăn cho đến hôm nay vẫn được nhiều người bàn tán. Ánh mắt buồn tủi, bất lực của cô khi đó hẳn đã làm không ít người phải xót xa. Nhưng dù đang trong hoàn cảnh khó khăn, cô vẫn khiến mọi người phải cảm phục. Đó là bởi sau khi đã nhận được sự giúp đỡ, cô chỉ lấy đủ phần cho mình rồi đem những thứ còn lại mang đến cho những người khó khăn hơn. Cô gái bị cây ATM gạo từ chối nhận được nhiều sự giúp đỡ. Hát, cô gái trong câu chuyện bị đuổi khi đến nhận gạo miễn phí. Những ngày gần đây, hiện đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người sau khi hoàn cảnh khó khăn thực sự của Hát được cư dân mạng biết đến thông qua lời kể của những ai đã đến gặp trực tiếp. Rất nhiều mạnh thường quân đã gửi đến cô bịch gạo thùng mì tôm để giúp đỡ cô. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đầy hạnh phúc như đã thay cho lời cảm ơn của Hát đến với mọi người. Ai nhìn vào cũng thấy mừng cho cô, cảm thấy cô may mắn vì được sự quan tâm. Thế nhưng mới đây, Hát còn có hành động khiến ai nhìn vào sẽ thấy khâm phục và cảm động hơn. Mang quà đi giúp người có hoàn cảnh khó khăn hơn, không chỉ nhận được rất nhiều quà mà Hát thậm chí còn được giúp đỡ tìm cả việc làm để có thể tự kiếm tiền. Và thế là Hát đã gửi thức ăn, tiền mà mình được các nhà hảo tâm giúp đỡ đến trao tặng lại cơ sở từ thiện chùa Long Quang, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh để có thể trao tặng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn khác. Chỉ nhận đủ phần của mình, Hát mang những thứ còn lại đi tặng cho người khác. Nhà sư trong chùa xúc động khi được Hát gửi tặng tiền. Theo lời kể của một số người có mặt tại đó chia sẻ trên mạng xã hội, Hát cho biết khi cô không có cái ăn đã nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân. Vậy thì bây giờ bản thân mình đã có công ăn việc làm, đã nhận đủ sự trợ giúp rồi thì nên ưu tiên lại cho người khác. Hát cảm thấy vẫn còn những người khó khăn hơn cô cần được giúp đỡ. Cư dân mạng cảm phục trước tấm lòng của Hát, chỉ qua những bức ảnh cũng có thể nhận được sự thật thà chân chất trong ánh mắt cử chỉ của Hát. Giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn thì tấm lòng biết chia sẻ yêu thương của Hát khiến không ít người phải cảm động. Vẫn câu nói ấy, của cho không bằng cách cho. Dù những món quà của Hát có thể không quá nhiều nhặt về vật chất, nhưng tấm lòng của cô là điều mà không gì có thể đong đếm được. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.